Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại video của Hải Bãi nha. Hôm nay thì có 4 cái cây cưa Six Spin loại lớn cho anh em này. Đó gồm spin 044 nhá, 361 này. Mấy con này bãi này. 044, 361 là bãi nhá. Đó, có 381 kia là hàng Việt Nam, X-Size. Đó, rất là mới luôn. Đó, 044 đẹp. Quá mới luôn. Một trang xin hết từ đầu đuôi nhá. Đó, mấy con này dòng máy lớn anh em bổ xẻ khai thác đồ tuyệt vời luôn. Con này là spin 361 này. Con này có sửa ấm tay cầm nhé. Đây, công tắc sửa ấm tay cầm này. Đó, con này là 381. Con này đời 2016 này. Máy như mới luôn. Đó, anh em mặt nông. Bao zin hết. Đó, lai một cái ốc lam này nhé. Lai một cái ốc lam này thôi. Đó, zin hết. Đẹp xuất sắc luôn. Đời 2016 nhé. Lam gì lam, em bắn lam spin của Đức qua luôn. Đó, có cái lam spin của Đức bãi đẹp, em bắn vô luôn. Đó, rồi con này cũng 044 này. Đó, con này cũng lam spin của Đức, lam đẹp luôn. Đó, có 4 con này anh em. Anh em nào đang tìm cái dòng cưa lớn ấy, thì anh em liên hệ qua số điện thoại 0345 0539 để đặt hàng nha. Đó, và giá thành nó sẽ tùy vào từng cây một. Đó, anh em cứ lựa chọn ưng con nào thì anh em liên hệ qua số điện thoại để đặt hàng nhé. Cái dòng này giá thành nó cũng khá là cao. Đó, dòng này là anh em chuyên cắt cưa lớn hết rồi. Và mới về thêm cho anh em một con Spin 250 này, 250C này, đời giật trợ lực đẹp này. Một con 170C này. Đó, anh em nhu cầu thì cứ ghé shop của Hải Bãi nhé, lựa thoải mái nhé. Rất là nhiều có mẫu máy thì anh em lựa chọn. À, máy lớn máy nhỏ thì anh em dòng tay dài tay cụt chỉ có hết nhé. Rồi xin chào tất cả anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh để thông báo để nhận video mới nhất của Hoàng nhé.